sáng sớm nay khắp các tỉnh thành Nam Bộ khá mỏng mịt, nắng sớm, không khí buổi sáng vẫn thoáng đãng, nhiệt độ đang vào khoảng 25-26 độ. Đến trưa và đầu giờ chiều nay nắng sẽ lên khá mạnh, nóng nhất ở Biên Hòa, Thủ Dầu Một, nhiệt độ cao 34 độ, Cần Thơ và nhiều thành phố khác trong khoảng 32-33 độ. Mưa sẽ ra muộn về chiều tối, tập trung chủ yếu ở miền Tây, một vài điểm có mưa vừa mưa to, còn lại phần lớn lượng dưới 25mm. Thành phố Hồ Chí Minh trưa và chiều nay trời cũng nắng gắt, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Về chiều tối có lúc mưa rào nhẹ và dứt nhanh, nhiệt độ giảm dần đến 19 giờ xuống 29 độ và giảm tiếp còn 27 độ lúc 22 giờ.